Theo đạo Phật, luật của hàng xuất gia là phải an cư trong mùa hạ suốt 90 ngày, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Các thành viên trong tăng già phải tĩnh cư ở một nơi và hạn chế việc đi lại. Họ không được đi du lịch hay nghỉ hè. Có hai lý do. Một là thời tiết rất nóng, bất tiện cho việc đi lại. Điều đó đặc biệt rất hợp lý với thời tiết ở Ấn Độ. Thứ hai, côn trùng và các loài sinh vật nhỏ nhất sinh sôi nảy nở rất nhiều trên mặt đất, đặc biệt là vào mùa này. Nên để tránh khỏi giẫm đạp chúng chết, để nuôi dưỡng lòng từ và bảo hộ mạng sống của chúng, nên các tỷ khưu, tỷ khưu ni và Đức Phật tĩnh cư ở một nơi, không đi ra ngoài. Mãn hạ là ngày cuối cùng của thời kỳ 90 ngày trong kỳ an cư. Suốt trong 3 tháng an cư, chư tăng có thể sẽ phạm phải những quy định hoặc phạm giới luật. Nên đến lúc chấm dứt kỳ an cư, hết 90 ngày, rất cần thiết phải cử hành một buổi lễ sám hối. Trong đó, mọi thành viên đều hoan hỷ thành tâm, tỏ bày những lỗi lầm của mình và khẩn cầu các vị khác chỉ bày lỗi lầm của mình. Nghi thức đó gọi là lễ tự tứ. Nếu có người phạm phải lỗi lầm mà không nhận ra, thì đại chúng sẽ được thỉnh cầu để chất vấn, cũng như chỉ bày lỗi lầm cho những người khác và giúp cho họ nhận ra lỗi lầm sai trái của mình. Không có điều gì phải che giấu cả. Mọi người đều hoan hỷ trả lời những vấn đề đại chúng cần biết và chấp nhận lỗi lầm của mình mà không tranh cãi. Lễ tự tứ được diễn ra trong không khí cởi mở và trong phong cách rất từ tốn. Không một ai khởi tâm phiền não hoặc giận dữ về lỗi lầm của mình khi được người khác chỉ bày ra. Bằng cách này, chư tăng từ bỏ mọi sai lầm của mình rất dễ dàng. Hình thức sám hối giữa đại chúng này được lập ra để giúp cho chư tăng chuyển hóa lỗi lầm của mình và hướng về điều thiện. Mọi chuyện đã xảy ra trước đây được xem như là đã biến mất từ hôm qua, và họ có thể tạo nên một niềm hy vọng mới cho tương lai. Như thế, họ mới được sinh ra từ hôm nay. Họ được khuyến khích làm những việc có lợi lạc và ngăn ngừa không nên làm những việc có hại cho thân tâm.
đào.